mà cả nhà ăn sáng cùng mình nhá. Đến hôm nay thì quay mình cũng không đi quay đâu được. Nên hẹn các bạn một ít ngày nữa, khi nào dịch bệnh giảm mình sẽ đi quay nhiều hơn. Và nhân đây mình cũng xin giới thiệu với các bạn một nhóm từ thiện Long Hoa. Chuyên đi lên các vùng cao để hỗ trợ những gia đình khó khăn thiếu thốn. Nếu mọi người thấy mọi người vào kênh để bên dưới tìm hiểu rồi hỗ trợ nhóm từ thiện Long Hoa được bao nhiêu càng tốt. Ừ, quần áo, giày dép, nếu chúng ta không dùng đến thì chúng ta nên ủng hộ cho nhóm từ thiện Long Hoa để nhóm đi hỗ trợ những gia đình khó khăn đang thiếu cái ăn cái mặc. Và nhân đây mình cũng đang muốn tham gia chương trình game show
chiến binh, YouTuber. Vậy mong các bạn ủng hộ mình để mình sẽ được giải đặc biệt trong nhóm. Tất nhiên, xin cảm ơn các bạn. Các bạn thấy hay, hãy cho mình xin một like, đăng ký để đón những video tiếp theo. Xin cảm ơn.